Cảm ơn quý khán giả thân mến của kênh Vì Miền Tây Bắc. Và hôm nay thì Long tiếp tục đến để cập nhật cái tiến độ công trình nhà A Khi. Hôm nay thì anh em đã dỡ ván ép rằng tường rồi và tiếp tục xây tường bao lên và thu hồi lóc. Xin mời mọi người hãy đồng hành cùng Long nhé. Xin mời. Anh em vừa mới tháo xong ván ép của rằng tường các bạn ạ. Rằng tường đã khô rất là kiên cố rồi. Bây giờ tiếp tục sẽ xây lên và thu hồi lóc thôi. Và đoạn đằng phòng ngủ cũng như là phòng bếp thì cũng tương đối rồi. Bây giờ chủ yếu là xây bên phòng khách kia để thu hồi lóc thôi. Thì thiết kế nhà thì ngay từ ban đầu là thiết kế cửa ống các bạn ạ, lấy ra thêm một cái khoảng trống ở đằng sau lưng gia đình của bố mẹ A Khi để làm phòng ngủ. Nam ơi, A Khi đâu nhỉ? Khi đâu nhỉ? Đi chăn bò rồi. Đi chăn bò à? Chiều tối mà anh về trước mà về thì em bảo xả bớt cái tản ly đằng sau lưng này nhá, để còn có đứng chỗ đứng mà chát đấy. Đây xả một góc chỗ này thì được các bạn. Góc bên kia thì ổn rồi, xả thêm cái góc ngoài cùng này thôi. Để đứng chát cái tường đằng sau. Hôm nay có 4 anh em rồi. 5 anh em nhưng mà thằng cậu nó con nó vừa đi quê. Bảo ấy là bị ngã. Bị ngã. Ủa. Áp áo vừa đảo vừa về nghe nhạc kìa, yêu đời phết kìa. Long di chuyển lên bên trên tầm giáo này để quay cận cảnh cho mọi người xem quá trình anh em thi công. Ở cái đằng sau này thì các bạn ạ, chỉ xây lên thêm một hàng gạch nữa thôi. Cái răng này thì đổ cho nó bằng nhau hết để cái kết cấu tốt hơn. Nhưng mà đằng sau này như đầu tiên mình đã nói rồi, nó vướng cái mái nhà của gia đình bố mẹ Khi ấy. Thì cái bên này chỉ xây thêm một hàng nữa thôi các bạn ạ. Và bên trong này xây cao lên, xong là thu hồi lóc chéo xuống. Thì lợp mái blu chéo xuống theo cái mái blu của gia đình bố mẹ A Khi. Nên là cái phòng bếp với cả phòng ngủ này là thì nó thực tế nó sẽ không được cao đâu các bạn ạ. Một lát nữa xây xong thì Long sẽ đo thử, chắc là được khoảng hơn 2m, hay tầm 2m rưỡi gì đấy. Còn phòng khách thì thoải mái rồi, phòng khách thì thu hồi lóc lên tận trên lóc nhà bên này của gia đình bố mẹ A Khi cơ. Đó. Nó chỉ vướng cái góc dưới này thôi, góc dưới này không thể nào là cao được thì sẽ lợp thôi, lợp theo thôi. Được cái thời tiết ở trên vùng cao thì nó không nóng đâu các bạn ạ. Mùa hè thì yên tâm là tường với bức tường này và mái ngói thì thoải mái mát đấy, không có gì cả. Mà ở dưới xuôi thì xây đắp như này thì không được, rất là nóng. A Dìn may mặc cái quần áo kìa, còn cái cửa sổ đằng sau này. À, quần làm à. Hôm nay mỗi mình áo phụ hơi vất anh nhỉ, vừa chuyển gạch vừa xi. Cái đấy là cái gì đấy? Chuyện à? Chuyện mông à? Xì xa xì xồ à? Nghe đây đang nghe cái gì? Chuyện à? Chuyện. Ủa, nhà khi có cái quả gì mốc meo trên tận gác không? Gì? Cái quả gì ấy? Trước mặt em ấy? Trên tường kìa. Cái quả gì ấy? Quả này á? Quả bí à? Chắc đen là quả bí gì ấy? Chắc để làm giống à? Thì mốc hết bên ngoài rồi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phòng khách tha hồ rộng nhỉ. Phòng này ngồi được khoảng 6 mâm cơm. Mâm của người Mông á, mâm tròn tròn ạ. Đấy, cần thiết sau này thích con cái thích ngủ riêng thì cho thêm một cái giường ra ngoài nữa. Rộng rãi thoải mái. Có không có việc thì lại bê cái giường ra để ăn uống. Không có dây thừng à, chơi hẳn dây vải cơ à. Ây da. Kinh vậy. Như kiểu giải lụa ấy nhỉ. Kéo vữa. Nay di chuyển lên đỉnh này, cùng anh em trên đỉnh này. Nghĩa nhà này mà đổ máy băng xong thi thoảng lên hóng mát thì đẹp nhỉ. Không khí quá tuyệt vời này. Đấy. Làm cái bàn lên uống cà phê này. Nhất. Chỗ này để ô thoáng luôn, để hai ô thoáng. Cái này có hay không? Có nhớ đó.
thế thì lỏ cật lá của Nam đang lấy cát để đệm vào làm ô thoáng, kè hai hòn gạch vừa sau này xây xong cái rút hai hòn gạch ra sẽ thành ô thoáng thôi. Ô thoáng để xây dài cũng rộng một chút nó mát. Vào đội mũ không? Anh cho mượn cái nón đẳng cấp của anh. Hơi mát đấy. Nhẹ. Dự kiến ngày hôm nay thì sẽ xây xong từng bao và thu hồi lóc xong mọi người. Mai sẽ tiến hành chát. Chát cái này chắc phải khoảng hơn 2 ngày, gần 3 ngày mới xong được. Nước đi phun thuốc rồi anh. Đây thì cứ ở đâu cũng có khe nước các bạn. Thì gia đình của anh Khi thì như video trước thì mình cũng cập nhật và chia sẻ với mọi người đấy. Thì là bởi vì cái diện tích nó quá là chật hẹp nên là mà bố mẹ cũng lấy ra cho thêm một phòng ngủ đây rồi thì sẽ không có chỗ để xây phòng vệ sinh nữa. Và hiện tại thì gia đình của anh Khi với gia đình của bố mẹ là chung cái phòng vệ sinh ở bên kia, bên cái hồ bên trái của gia đình của anh trai anh Khi ấy. Anh trai anh Khi với cả vợ thì đi làm ăn xa, bây giờ chỉ có mỗi một cháu nhỏ thôi. Ông bà chăn nuôi nên là có một cái phòng vệ sinh và phòng tắm ở bên đó thì bây giờ hiện tại vẫn đang dùng chung như nhau. Thì mình nghĩ là cũng không cần thiết các bạn ạ, nhà cũng chẳng có đông người đâu, có vợ chồng anh Khi, vợ chồng bố mẹ, có 4 người với cả 2-3 đứa như trẻ thôi, tắm giặt với cả vệ sinh ở đấy thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi, cũng không nhất thiết để xây công trình phụ. Cái tiền quỹ mà các nhà hảo tâm gửi về cho Aki thì thoải mái để làm nhà, làm phòng vệ sinh, làm bếp đầy đủ các bạn ạ. Nhưng mà thôi thì cái tiền phòng vệ sinh thì hiện tại đang dùng chung với gia đình bố mẹ thì mình sẽ dùng cái số tiền mà còn dư đó để làm những việc khác. Ví dụ như là mua giường này, mua bàn ghế hoặc là tủ, những cái nồi niêu xoong chảo bát đũa, những cái thiết yếu phẩm sử dụng trong gia đình. Ngoài ra còn dư tiền thì sẽ có thể mua vật nuôi hoặc là có thể gửi tiết kiệm để cho các cháu ăn học sau này. Đó là cái ý tưởng và cái quyết định của mình sẽ là như vậy các bạn nhé, thực hiện như vậy. Chứ cũng không nên là sử dụng toàn bộ số tiền vào để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà cửa, bếp lúc và thứ làm cái gì nhiều quá. Đến cái lúc xây xong nhà lại chẳng có cái gì để phát triển kinh tế và cũng chẳng có đồ dùng gì trong nhà, tông hông tông hoác thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Được mỗi cái chú mưa chú nắng thôi. Hiện tại thì đến thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa cập nhật danh sách đâu, hôm trước cập nhật thì được hơn 60 triệu và tiếp tục các nhà hảo tâm gửi thêm thì rơi vào khoảng cỡ hơn 80 triệu đồng rồi các bạn ạ. Mình đang dự kiến là xây nhà sẽ chi phí nhà rơi vào khoảng 65 triệu, còn dư ra khoảng 15 đến gần 20 triệu thì sẽ mua thiết yếu phẩm sử dụng trong gia đình. Hiện tại thì ở nhà Aki thì có một con bò các bạn ạ. Một con bò là do bố mẹ ngày xưa cho mới đẻ cho từ bé và bây giờ nuôi cũng khá là lớn rồi. Thì cũng có đồ chăn nuôi rồi. Là khi còn lỡ ai, lỡ anh em hay là hàng xóm gì hôm trước có chia sẻ với Long bảo là chiều ấy khi giàu thế có con bò to, khi bảo là chả có tiền đâu, hôm trước phải đi vay 4 triệu đồng của ai để mua đồ ăn mà hôm đào móng với cả ấy đi các bạn, san đất các thứ tháo giữa nhà ấy. Hôm đó giờ ăn mấy bữa rồi chắc là 4 triệu cũng hết rồi. Thì có khi mà hôm nào mà còn dư ra thì Long sẽ đưa tiền mặt cho Aki để Aki có thể trả nợ. Chứ Aki, vợ chồng Aki thì làm đâu ra tiền để mà trả nợ đâu. Chứ xây được cái nhà lại nợ thêm vài triệu nữa thì đâm ra lại thành thêm một gánh nặng. Thử ném hai viên một thế nào.
Như cục gạch đỏ không nào. Nhà khi thì hơi hẹp về cái diện tích thôi, là ít phòng ngủ quá các bạn ạ. Chứ còn nếu mà để xét phòng khách này, phòng ngủ với cả một phòng bếp thì tha hồ rộng rồi. Ví dụ mà nó rộng thêm một chút nữa thì lấy ra một chút một cái phòng ngủ với cả một cái phòng vệ sinh nữa chẳng hạn thì là tuyệt vời. Thì nó phải rơi vào khoảng 60 đến 65 mét vuông. Hiện tại thì nhà khi hôm nọ đo là 42 mét nhưng mà đào móng thì lấy rộng ra một chút, mình chưa đo lại, anh em chưa đo lại là chắc là rơi vào khoảng 46 47 mét vuông gì đấy. Quá cả quá thoáng luôn kìa. Nền nhà các bạn nhìn ra. Đấy. Thoáng mát cực kỳ luôn. Nào chắc là phải bảo A Khi chặt cái cây đi trồng cây khác. Cây này không lớn được. Thì này một bột cho nó cái là
Bên anh em đang tính toán cái khu kia các bạn ạ, đang định xây thêm 3 hàng gạch nữa, nhưng mà 3 hàng gạch đã cao quá, sợ mấy đứa mà đóng kèo với cả lợp blue thì nó chạm vào cái mái nhà kia thì không có chỗ để đóng đinh. Xây 2 hàng thì hơi thấp các bạn ạ, làm nào cố gắng làm nào đẩy cái phòng bếp và phòng ngủ nó cao lên một chút, nhìn nó thoáng. Nhìn trong cái tôi mà tranh nhau vào hàng gạch nhìn trông khác hẳn luôn đấy các bạn. Cao hơn nhau chỉ cần khoảng 20 phân, 15 20 phân thôi là nhìn phòng nó khác nhau hoàn toàn này. Ở trên này thì đất nhiều nhưng mà đất của gia đình thì là mấy cái trường hợp phải toan những cái gia đình mà cái đất đai nó hạn chế thì các bạn ạ. Ở trên nhà em Tồng hôm qua mình quay cái hình đấy thì nếu mà ví dụ như mà có cái quỹ của các nhà hảo tâm mà ủng hộ gia đình xây dựng thì cái đất trên đấy thì quá rộng luôn. Nhưng mà xây được cái nhà trên đấy thì chắc chắn là sẽ hoàn thiện một cách chu đáo. Tối thiểu là 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng khách. Rơi vào khoảng 60 mét vuông. Trên đấy thì tha hồ đất đai các bạn ạ, gia đình thì rất là nhiều đất. Ở trên này thì ví dụ như nhà em Hải hoặc là nhà A Khi này thì cái đất ở thì ít các bạn ạ. Đất ví dụ như cái đất lương đồi thì nhiều nhưng mà nó lại xa đây. Nhưng mà ví dụ như mà di chuyển ra cái đất lương đồi để xây dựng nhà thì lại xa nhau. Đấy, nó không rơi vào cái đất mà đang sinh sống. Anh em làng xóm ở đây hết mà lại một mình ra cái khu vực ruộng đấy thì cũng không hay. Đường xá không thuận tiện, giao thông. Sao nó không có người ở. Đấy, như thế cơ. Mất đi phòng ngủ và phòng bếp là hơi thấp, còn phòng khách thì thu hồi mái theo cái lóc nhà của gia đình bố mẹ A Khi thì tha hồ rộng thì các bạn ạ, cao. Bởi vì bức tường đã lên 4 mét, hơn 1 mét, thu hồi lóc lên nữa, đỉnh lóc nữa, nên khoảng tầm khoảng 5 mét rưỡi rồi, cao giáo. Không biết là mấy đứa A Khi lợp mái nhà có lợp cái đua cái mái hiên ra ngoài này không? Chắc là phải lợp chứ nhỉ? Lợp thì mưa gió nó xả xuống cái tảng ly dưới chứ. Không đi lại chỗ này lại ướt. Lợp như kiểu nhà bố mẹ bên kia kìa. Một mình phụ mệt không báo? Một mình phụ mệt không? Làm được đúng không? Anh Báo này là đội mình là đội thằng khỏe nhất đấy. Bởi vì nó một mình bao nhiêu con độc kéo về nó một mình trên vai hết mà anh. Báo này sức khỏe tốt đấy. Làm một lúc mấy việc nhỉ? Lương đồi, một con ô tô, đi phụ xây nữa. Giỏi thật. Có trồng mận không Báo? Em trồng mận không? Mỗi nhà Nam trồng mận nhỉ? Nam còn mận không Nam ơi? À chưa chín này. Cái mận hôm nọ gọi là mận gì nhỉ? Mận vỏ giòn giòn, quả nhỏ nhỏ á. Mận lấy tên gọi là mận gì? Mận gạo á. Nam cầm thước đi ông anh mượn tí. Thử đo xem cái tường đấy xem được bao nhiêu mét rồi. Mẹ. Đoán xem được bao nhiêu mét rồi. Ngồi cái đo cho chắc. Em đo xuống đi. Em đo xuống được. Em cứ thả xuống. Cứ thả đi, bao giờ anh bỏ họ thì họ. Nữa đi. Ôi sao gió cái thủy nó bay nhỉ. Đây đây đây. Dư dựa vào viên gạch kia phải không? Vào đây. Cho xuống chân tường đi. Đó, sẵn đó. 3 mét ở đây rồi. Chỗ đấy mới được 3m07 đúng không? Một hàng ít nữa. 3m07 cộng thêm một hàng nữa là bao nhiêu? Là 3 mét mấy? Một hàng 10 phân nữa à? Là 3m17 à? Thế chỗ đấy phải xây thêm 3 hàng nữa. 3 hàng á? Ừ. 3 hàng thì mới được có 3m4 à? 3m4. Ừ.
Được rồi, xây thêm 3 hàng đấy, tí đấy là một hàng rồi, xây thêm 2 hàng nữa thu hồi đóc là vừa. Hàng này là vừa rồi. Được chưa? Cao có sợ nó lại không lò được đóng ấy. Chứ từ em thử đo đỉnh mái xuống đến cái đấy hàng đấy xem là bao nhiêu, còn bao nhiêu mét nữa. Đỉnh từ đỉnh từ đỉnh. Từ đỉnh chỗ đầu gì đấy. Đấy từ đấy xuống cái hàng đang xây này là bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu mét? Được 2 mét không? Ôi thế thì thoải mái đi, cứ xây tranh 3 hàng nữa đi, xong là thu hồi lóc là đẹp. Lóc mình chỉ làm tranh hơn mét thôi mà, đúng không? Nhưng mà đây đã hơn bên kia 2 hàng rồi. Hơn 2 hàng nào? Đầu này hơn đầu kia 2 hàng rồi. Đầu bên kia thấp. Đầu bên kia thấp đúng không? Thế cái đầu kia là xây rồi tối là được bao nhiêu hàng đấy? Đứng xem nào. Ơ. À chỗ này 3 hàng gì à? Chỗ này đến đây gì à? Không thì ấy mà. Thì bên kia kệ nó được bao nhiêu được mà mình thu hồi lóc lệch về chân chỗ nam này cơ mà. Đây mà. Ừ đúng rồi. Tức là cái đỉnh lóc này, đỉnh lóc bên này nó nằm dưới đỉnh lóc bên kia được. Đấy thì anh em bên này nó làm thế nào làm, nhưng bên này thu theo cái này đúng không? Hả? Đúng rồi. Ở bên kia thì nó thấp được đâu đến đâu thì làm đến đấy, còn bên này thì phải thu theo bên này. Thu theo mái nhà bên này thì nhìn nó tổng quan nó đẹp ấy. Nhìn từ bên trên đường xuống cũng đẹp, mà nhìn là nó mình làm được cái nó cao nhất. Thôi anh em chuẩn bị xây những cái hàng gạch cuối cùng và thu hồi lóc theo cái mái nhà cũ của gia đình bố mẹ Eki. Ví dụ như nó không vướng nhà và cái khoảng không nó rộng, cái diện tích nó rộng thì xây đúng theo ý mình luôn, đúng theo thiết kế luôn. Nhưng mà vì diện tích hẹp nên là cứ phải xây đến đâu phải tính đến đấy, làm lựa theo nào cho nó hợp lý nhất. Còn ví dụ nhà mà ví dụ như được cái diện tích nó rộng khoảng 6m2 kìa, cứ thế xây rồi, thích xây bao nhiêu thì cao, thích xây bao nhiêu phòng thì xây thì lại dễ. Làm cái này thì nó còn nhiều yếu tố các bạn ạ, nó phù hợp với nhu cầu của gia đình. Thứ nhất là phải tiết kiệm chắc chắn, phù hợp với cái quỹ mà các nhà hảo tâm đã ủng hộ, phù hợp với cái địa thế của gia đình, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình nữa. Nhiều yếu tố tác động vào. Nhưng cái này thì cứ làm đến đâu thì hy vọng là quý khán giả cũng như là toàn thể các nhà hảo tâm hãy đóng góp ý kiến, thì Long sẽ xem những ý kiến nào mà nó hợp lý nhất thì mình sẽ chỉnh sửa dần. Còn cái ý của mình thì lúc nào cũng có rồi các bạn ạ. Lúc nào trong cái đầu mình cũng có ý tưởng để xây dựng cái nhà cửa làm sao cho nó hợp lý rồi. Mà biết đâu được mỗi người đóng góp một ý kiến khác nhau mà cái ý kiến nào nó hay nhất thì chắc chắn nó sẽ tiếp thu và thực hiện thôi. Cây hộ. Các bạn ạ, cái đỉnh nhà thì sẽ bằng cái cây mà em gì nó đóng ra đấy, em thu lóc vào trong đó, thấp hơn cái mái nhà bên trên của bố mẹ khi là 50 phân thì mới có chỗ để mà lùa vào mà đóng được bờ lô, đóng được mái nhà. Ồ, cao như thế là thoải mái rồi, cứ xuôi theo mái nhà bên đây, đằng sau là cũng thế. Có lẽ là sau video này thì toàn thể quý khán giả thân mến cũng đã hình dung ra cái căn nhà của Aki rồi, cũng đang đi vào hoàn thiện, đang thu hồi lóc, mai sẽ tiến hành chát. Đó, chát thì chắc khoảng gần 3 ngày là xong đây.
sau đó lập mái, đổ nền, xây bệ ga, bếp ga, xây lò đun nấu. Sau đó khi mà hoàn thiện xong thì Long sẽ đi mua giường, mua đồ dùng thiết yếu phẩm sử dụng, những đồ dùng cần thiết cho gia đình A Khi, quạt các thứ nữa, mùa hè rồi cũng phải có ít nhất là 2 cái quạt. Có khách khứa gì ăn uống nóng quá thì bật quạt lên. Ban ngày ấy, đa phần Long ở trên này cứ khoảng 3 tháng rồi các bạn ạ, thì đa phần là ban ngày thì dùng quạt thôi, chứ còn buổi tối là hầu như không phải dùng quạt. Như ở phòng Long ở trọ thì đến tối là lạnh rồi, nó chỉ dùng quạt đến khoảng 6-7 giờ tối thôi, còn đêm thì hầu như không phải sử dụng. Không khí lạnh ban ngày thì nó hơi nóng một chút, nhưng mà ban đêm nó lạnh nhanh lắm. Trong video ngày hôm nay thì Long đã cập nhật tiếp tục cái tiến độ công trình. Anh em đã tháo ván ép giằng tường, cũng như là xây tường bao lên và tiếp tục là thiết kế thu hồi lóc. Như vậy là căn nhà của A Khi đã hoàn thiện đến tầm này là đã khoảng rơi vào khoảng 60-65% rồi các bạn ạ. Và có lẽ là nội dung ngày hôm nay thì Long sẽ kết thúc tại đây. Và những video sau thì Long sẽ tiếp tục cập nhật cái quá trình xây cháp và hoàn thiện căn nhà của A Khi các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như thấy nội dung ý nghĩa, kênh có thể phát triển được thì hy vọng là mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ Long nhé. Đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và mọi người hãy chung tay chia sẻ những cái video thật sự là mang cái tính chất ý nghĩa và thiện nguyện giúp đỡ bà con này đến tất cả các nhà hảo tâm, để có thể giúp được nhiều những cái mảnh đời bất hạnh hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.